Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại video tiếp theo trên kênh Tham với Linh. Ở trong cái chương trình ngày hôm nay thì Linh cũng không có mặt tại Há Đề nữa và cũng không quay trở lại Hấu Chua. Tại vì trong cái thời gian này thì bà con vẫn đang trồng ngô. Thì trong cái chương trình này thì cũng rất là lâu rồi, từ cái đợt Tết đến bây giờ thì Linh cũng không quay trở lại chỗ gia đình của nhà mẹ con anh già. Và trong cái chương trình hôm nay thì Mỹ Linh sẽ tiếp tục quay trở lại đây để có thể đưa tất cả quý cô bác, quý khán giả cùng với Mỹ Linh quay trở lại cái ngôi nhà của mẹ con anh già, xem là hiện tại sau cái cuộc sống mà đã được quý cô bác, quý nhà hảo tâm giúp đỡ làm nền nhà với cả sửa sang lại căn nhà, xem hiện giờ là hai mẹ con cái cuộc sống nó đã thay đổi thế nào. Thì mời tất cả mọi người cùng với Mỹ Linh đi vào trong nhà của mẹ con anh già. Thì hôm nay thì Linh vào thì do đường nó khá là tắc đường, hiện tại áo nó bụi bẩn hết rồi. Thì cũng đi đến cái quán tạp hóa kia thì hiện tại là người ta cũng hết mì tôm, không thể mua được nữa. Thì Linh muốn mua một ít nhu yếu phẩm cho gia đình thì cũng không thể mua được, chỉ mua được một ít bánh kẹo với cả sữa để gửi lại cho bà cụ ở trong này. Thì cũng rất là lâu rồi Mỹ Linh cũng không vào thăm chỗ bà. Thì mời tất cả quý khán giả cùng với cháu Linh quay trở lại đó để xem là cái cuộc sống của họ hiện tại nó đã thay đổi nào. Đây thì con đường này thì mọi người thấy rằng là bà với cả anh già là cũng đã mở cái con đường nó khá là rộng để cái đợt vừa rồi thì khi mở rộng cái tuyến đường này thì mọi người là vận chuyển bột đá nó xuống nó sẽ dễ dàng hơn. Đứng từ xa thì Linh có thể thấy rằng là cái ngôi nhà của mẹ con anh già đã được thay đổi và đã làm những cái hàng rào quanh nhà với cả chuồng thì đã làm xong rồi. Thì có khả năng là gia đình đã nuôi gà với cả nuôi gia súc gia cầm ở trong cái khu vực gần nhà đó. Sau một quãng thời gian không quay trở lại thì thấy cái căn nhà nó đã được kiên cố hơn trước. Trước đây thì cái căn nhà nó ghê lắm các bác. Cái đợt mà mới vào cái gì căn nhà này chỉ cần bỏ cái dây buộc từ đằng sau là nhà nó đã đổ rồi. Đó, mọi người thấy rằng bây giờ đã sửa sang. Bà ơi, ơi chào bà. Lâu quá không gặp bà. Bà bảo là bà bảo sao lâu thế không thấy đến. Mới khỏi ta thôi à lão. Anh ra mà được à? Đi đi giúp họ, giúp hàng xóm. Bà lâu quá mà không gặp các bác. Chỉ mà nên đây tôi sửa lỡ sửa nè nhà tu nên nhau lịch trà chia nên nó chia bởi dòng thế à? Quá lý mà. Nhìn chạy thay plá được à tu à. Xong đi chạm tay chị tao cười chạy thay plá được. Mùa này thì không trồng được ngô. Ngô thì ít tại vì là cái đợt mà vừa rồi thì mọi người cũng thấy là trước Tết đây thì sửa lại nhà ấy. Thì gia đình cũng thiếu ngô rất là nhiều. Đấy chỉ gặp lâu quá không gặp bà. Sách thi vào rong à? Rong mà. Rong mà. Rong mà. Mà. Ôi dồi. Này mùng này thật ta đi về cứ từ chín cho to này cứ tiểu chặt tu cả này chị bỏ. Bà bảo là sao đi lâu lắm rồi không thấy là Mỹ Linh quay trở lại gia đình nhà bà. Bà bảo là đây tao cứ xin để có tiền xe cho này xe là xin đi nung này nung ra xe cứ đi vậy ta ôn thì tụng ta nếu họ mua thì tụng lần ta nếu mất mùng này khó tử nó cha rồi. Bà bảo là thấy hai người ở trên đường là không biết là họ đi đâu. Đây là cái ngôi nhà là hiện tại đã sửa sang xong hết rồi nhé các bác. Đó. Đây nhà đây. Trên thì đi nhóc của sau nào thế à? À bà bảo là từ lúc làm đây thì không thấy mưa dột nữa. Nó ngôi nhà khả năng là bây giờ nó cũng khá là kiên cố rồi. Nhìn nhóc của chai thế à? Có mua chùa lô lô cá chỉnh nhon chay lại. À, bà bảo là bây giờ có gió to như thế nào thì thôi cũng không sợ nữa. Còn chảo họ nhót chảo lúc chay thì chùa lô lô dù hát chỉ cá tận nội giống lại thế. Họ kho mình chỉ lại. Này lúc chay thằng này nên nhót quần chay à? Ôi, chỉ thả tu lô thằng này thế mà. Chị cho hay ô, chùa này ít quá tổng lọ khu tử giá cú bần đồng cua cú chỉ thả ô. Chùa nhà mà chân chôn to chôn. Ngày xưa ở nhà khu ấy, chỉ cần gió to cái là bà nó chạy ra trong cái chuồng kia rồi. Chứ không ở trong cái nhà cũ nữa. Anh già thì là hôm nay là không gặp được anh già. Ở đây là chỗ phòng ngủ. Bỏ ở bên luôn đi rồi. Anh già thì ngủ phía bên kia. Đẹp bỏ lò. Xem là hai con chó ngày xưa trước Tết xem là nó to như nào. Đây chưa? Úi giời. Lo úi giời con chó này. Nói chung là nó to hơn một chút.
đấy. Bà nhìn là cái chuồng gà nhà bà là có gà là cũng tốt rồi. Hả? Thì mua cây dù dòng hết rồi. Bà bảo cái đợt mà Tết vừa rồi thì nó cũng bị chết dịch ấy. Sau đó là anh già là cũng đi làm thuê về thì cũng mua được con gà trống gà mái về ấp được, hiện tại đang đẻ một đàn đây các bác đó. Bên này thì xem đằng sau này, nói đằng sau thì nhà bà đã làm được một cái tre như thế này để gà nó đỡ bị bay ra. Đấy, phía đằng sau rồi khi trời mưa xuống thì nó sẽ chảy theo cái đường ống kia đi ra và không đi vào trong nhà nữa. Đó. Rất là lâu rồi, từ Tết đến giờ nên đây chỉ tua tôi chủ anh ra nên nhau của dòng tè à con đi à từ từ tôi bắt nhở nè chọn đi à uo chân đi à anh già đi xin chúc của người ta cầm một chai rượu đi xin đó các bác. Trời lâu lắm. Thôi xuống là thấy bà khỏe này là rông xía rồi. Vui lắm rồi các bác. Thấy bà khỏe là được. Bà bảo là vui lắm. Được các bác mạnh thường quân giúp đỡ là bây giờ mới dám ở trong cái ngôi nhà này. Không á, trước đây là ở là rất là sợ luôn các bác. Nó cho cư tà lo. Hả? Bà bảo là trời ở dưới này, khu vực ở dưới này thì khô quá nên là chưa trồng ngô được. Nên sẵn là đi ở xa cu ở nơi chỗ là lý mình gì rồi. Bà bảo mưa được mấy giọt tiền, nó rơi hết rồi. Đây là phía đằng sau. Ấy chỗ này giường anh già đấy, nhìn anh già ngủ nó cũng khang trang mà nhỉ, sạch sẽ. Bên này là chỗ cái giường gọi là để lại giường khách. Đó, khi nào có khách đến thì ngủ. Á nhỉ, đà cừ đó. Bà đang té cái ngô này để có thể là mang đi nấu cám cho chó. Chỉ ngay lúc là lo lo là như thế chó hay chỉ phong mà. Bà cũng không có mấy cái rổ to để có thể là té những cái hạt ngô này. Đó, bây giờ thì Linh bảo là để xuống dưới này thì té nó sẽ được nhiều hơn. Đó. Giúp bà té xong là chắc Linh cũng xin phép đi về. Hôm nay là cũng muốn là vào trong này ăn bữa cơm cùng với bà nhưng mà anh già lại không ở nhà rồi. Khó đúa một bài cho dinh mình đùa. Bà hỏi là sao đi từ đấy giờ mãi không thấy đến. Thì Linh nói rằng là Linh cũng phải đi giúp các hoàn cảnh khác nữa. Nên là cũng không có thời gian để đến thăm bà. Khi nào rảnh thì mới đến được. Đó. Nhưng ngày hôm nay thì do buổi chiều nay há để là họ đi họp ở ngoài xã. Thế nên là Linh mới cùng với mọi người cùng với Lử là mới xuống đây để thăm lại bà. Con đi nên là mùa giọt bữa được. Mùa giọt bữa tổ tổ đá lâu à, tuần thủ quần nhiều. Ủa bông chìa? Người và mua lúc đi lúc bó dê bà mang đi sát rồi sát bằng cái cối xay đá cơ, chứ không phải sát bằng máy cơ mà. Chị để rõ bó dê cơ. Nên chỉ mua lúc nào rồi? Nên chỉ mua lúc chị à? Chẳng nên chỉ mua nè. Không có tiền không làm được cái cối xay đá. Tại vì Linh thấy là nhiều chỗ là bà con họ cũng không dùng đến cái cối xay đá đấy rồi. Mà bây giờ họ có điện rồi họ cũng dùng máy móc. Bà bây giờ có tuổi rồi thì làm gì nó cũng khó các bác. Rất là khó làm. Tôi là bọn này là lào sinh thi dòng dòng xía là. Nên chỉ bọn này hủ tôi nó chia. Mì tu ở. Hả? Ô mù lo đợi chế chì bao lo chế chì bao ở chà ua lại mà. Ư nó chia lấy chì mua á chì nó chế. Ư ua chế nấy tôi bà chế chúng nó ta rồi chế. Ư chì bao mua á chì. Sa cái tuổi ta chế.
chỉ muốn tụt cái cuốn nô đi. Ồ. Nên hú tụt ổ xí thả lũ tàu mà. Ủ tiền. Ủ tiền chỉ bao tiền. Ủ tiền. Bởi chào ổ tụt. Tính đang hỏi là tại sao bà là không mời Linh đến chơi Tết, bà bảo là tại anh già không nhớ số Mỹ Linh nữa nên không biết gọi kiểu gì. Ít thì à nay tuột nè chị, nếu chị tuột kéo đấy chị, ôn chi học kiểu chị hú đấy, mà hú, ôi tiệt tiệt, qua hú tiệt, qua nít tu qua tuột thứ anh, á tuột bỏ, tiệt tiệt, qua cái má anh, nếu chị mà, ôi tiệt tiệt, qua chị à, qua chị ót thì nít tu này là cho nhỏ có tử nhỏ, ôi tiệt chị bao thằng nhỏ có tử nhỏ. Bà đang hỏi là không biết là Linh với cả chú Thắng là ở đâu đến. Chị nhấp để khứ mẹ vã hả? Ủa thế chỉ xanh chứ, chỉ tốt khứ à, nên nó mù u hao lử chứ. Bà bảo là sao có bà đi lên Mèo Vàng, bà cũng đi chợ phiên 2 lần. Nhưng mà sao không gặp được Mỹ Linh. Thì Mỹ Linh ngày Chủ nhật thì Mỹ Linh cũng rất ít khi ra chợ phiên. Thì cũng chủ yếu là đi vào bản giúp đỡ bà con thôi. Sau đó là mình cũng không đi chợ nữa. Thế này bà cũng bảo là sao không gặp được. Đây giúp bà té nốt cái này xong rồi Linh cũng về. Tại vì là cũng hỏi thăm được cái sức khỏe của bà. Thế là bà cũng khỏe, vui vẻ được. Ông bác nhớ bà tán đi một chê nhé bà nhá. Ôi một chê á. Ờ. Nói ta thì cứ nít tùa thì chị. Rồi nhó tổ nhẹ thì chị bao hả thì nít cho mặt. Ủa có một nốt chém mà. Chính rồi chính rồi. Bà bảo đang mời Mỹ Linh ở lại ăn cơm. Bảo là lâu thế Mỹ Linh đến. Bảo là thôi thì nó từ anh ra lò máu mà tua nhá. Lúc nào anh già về thì Linh đến ăn cơm với bà với già sau. Tua mà ở thì tua thì ở tua như thế. Xong tao u số tỉnh mà xong thì u thế. U nó tỉnh chỉ tao à. U nó chỉ tao tỉnh rồi thế. Xong u lúc tỉnh bây giờ u như thế nó u số tỉnh mà chẳng gì 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 bỏ nó tỉnh. Anh già bảo là sao không thấy Linh gọi điện vào số anh già. U thế hay lo thế. Mình chạy tổ mì tu, ô tổ mì tu thì nhỏ quần đã xanh là ô hải nhân. Chỉ tu muốn đã uốn tàu hay chỉ xanh chứ à? Chỉ xanh chứ thì à nên có ô li cái con này nó một quả cho kho tổ mì. Dạ mà có. Này mình cho ô nhỏ bảy kêu mà thế này cho cừu tàu. Tư cho tổng tà chứ à? Cho tà. Cừu tàu. Cho tổ mì nhỏ. Chị tao mua mì nhỏ à? Linh chưa có vợ. Chị tao mua rồi. Bà đang hỏi Linh là có mấy đứa con rồi, Linh bảo Linh chưa có vợ. Con nhóc bé kia khư cho kê một cây xăng nữa. À, cho cụ sĩ tốt tua mà. Con nhóc tốt tù tiểu hò. Có bảo nhẹ tuổi na mà. Tuổi na? Tuổi na là ai lửa? Tuổi na, tuổi na. Bà đang bảo là Linh có quen ai ở trên huyện không? Hả? Ờ, tụ cái gì lo ý yếu, tụ ý tụ thiệt xa mà, tụ yếu thiệt xa mà. Ở đâu? Ờ, tụ thiệt xa yếu nhẹ lùa mà. À. Yếu nhẹ lùa mà, yếu nhẹ lùa cái gì. Là kiểu gì? Xóm hả? Xóm lửa. Xóm, ở xóm nhà lửa luôn á? À, nhưng mà bà quen nhà đấy à? Nó dè à, lửa lũ à, nó cho cái gì lũ giò. Mà nó có cái gì nó chỉ có cái gì nó ý rõ kê rồi thế sao mà cái này là u ồ cho nên thì vô chỉ tàu giá rồi bún bùi à cái này nó mọt ăn hết rồi rõ bún ở tụi đây cái chỉ muốn bùi ở tụi đây cái mà u rõ thảo ở tụi đây tôi hát thảo thể chỉ tàu ta đi đi làm thuê mua được 2 con chó cố gắng nuôi nó nhưng mà gầy. Như là trước Linh vào thì toàn thế này mén như thế là sao mà béo được. Ui ôi này, các bác xem này. Này nó nát hết rồi. Ui dồi ôi. Thế là đã xong. Tà lúc. Nên mua đây hả mua? Đây rồi. Đây mà chơi chua tận sao chưa kìa. Chứ mà, nếu cháu luôn thêm có thể ạ. Chị ổ tử kia.
Ờ à, đấy bà bảo là rửa cái nước à ấy rau này chỉ chuôn đi rồi. Đi khỏi lỡ. Đi khỏi đi. Đổ tí linh rửa tay. Ờ to. À, cuối cùng đã giúp được bà và hôm nay thì Mỹ Linh đến đây thì thực sự rất là vui và cũng có một ít quà nho nhỏ với bà thôi. Xem đến đây thì cũng thấy là cái cuộc sống của bà với anh già cũng đã thay đổi rất là nhiều. Và hiện giờ thì bà cũng khá là vui vẻ và rất là hạnh phúc khi là ở trong những căn nhà mà được các cô bác quý nhà hảo tâm trên kênh của Mỹ Linh hay là kênh của chú Thắng giúp đỡ đến bà để có thể sửa sang lại căn nhà nó khang trang hơn trước đây và đỡ nguy hiểm. Và bây giờ bà đã ở trong căn nhà này thấy cái nụ cười của bà là Linh thấy rất hạnh phúc rồi. À thì à bà? Mà dạ. Bà bảo là có một cậu nhóc là móng tay dài dài là cứ đến đây chơi, bà sợ. Tôi nhớ bị à cho bà kiểu bà sợ lắm cơ bà. Bảo là có cậu nhóc là cứ đến đây rình, không sợ là ăn trộm mấy con gà của bà. Ôi ôi, bà ăn trộm gà sợ. Tao. Mà bỏ nhỏ nha, úi mà ngủ nha. Con chào bà nhá. Tạm biệt nhá. Chị mua gì? Tôi chỉ ở lầu. Đấy, mua được ít sữa thì bà uống sữa nhá, hào sữa nhá. Nhá. Chị mua gì, chị mua. Bà không biết cảm ơn như thế nào mà. Tao nhá, ở lầu nhá. Ở lầu dòng này, sinh thi dòng là bé cho tút hùa này, dòng xiết là. Đấy, Linh đang bảo là chỉ cần thấy bà khỏe vui vẻ là Mỹ Linh rất là vui rồi. Thôi con chào bà nhá, nhớ từ anh ra tua mà anh ra lò tre mà ông mà tua trả nhá. Mà bà nhá nhá. Chị mua gì à? Bà bảo là đến thì thấy bà thôi, không có gì gì à. Thông cảm nhá, bà Linh đến là thấy bà vui là Linh là sướng rồi. Mà nó nhá 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 bỏ nhá. Đây mọi người thấy rằng là ngô là thắt thế này nó thá rồi. Chỗ này thì mọi người thấy là đất khô này, bà còn chưa trồng ngô này. Đó, cực kỳ là khô. Tuy là có sông ở dưới này thôi nhưng mà đất thì rất là khô và trời rất là nắng. Thế nên là không thể trồng ngô được. Đó. Mà tạm biệt bà nhá, mà nhó nhá. Bye bye bà nhá. Mà nhó nhá, nó từ xanh mà tua trả nhá. Con chào bà. Tao. Đấy, vừa rồi thì mọi người cũng theo chân Mỹ Linh quay trở lại chỗ gia đình của mẹ con nhà anh già. Thì cũng rất là lâu từ trước Tết đến giờ. Thì Linh cũng không vào đây nữa. Đây là những cây ớt mà trước đây là cũng ở đây nấu cơm mà cũng hái đây là ăn giá ớt đó. Bố nhá, nhó nhá. Bye bye bà nhá. Vâng, bà rất là vui, xúc động khi là có Mỹ Linh đến và cũng kể chuyện và nói chuyện rất là nhiều. Thực sự là rất là mong muốn là khi Linh có thời gian rảnh thì Linh sẽ tiếp tục quay trở lại đây để có thể thăm mẹ con anh già, xem cái cuộc sống của hai mẹ con là thay đổi như thế nào. Thì cũng đến thì thấy là gia đình cũng ăn ở rất là sạch sẽ và bà thì cũng rất là yên tâm khi ở được cái ngôi nhà mà đã được sửa lại. Đó, mọi người thấy chưa, Linh đi bà vẫn còn chưa vào nhà kìa, bà rất là quý. Nhớ nhá. con chào bà nhá, tạm biệt nhá. Vừa rồi thì mọi người cũng theo chân Mỹ Linh để quay trở lại gia đình nhà bà. Hôm nay thì Linh cũng đi từ rất sớm để đi đến chỗ nhà bà, đi từ 1:30 chiều nhưng mà do cái đoạn đường nó khá là tắc, hơn 2 tiếng và Linh cũng đến đây là nó rơi vào hơn 4 giờ rồi. Thế nên Linh vào đến đây để có thể trao ít quà cho bà nhưng mà do tắc đường quá thế nên cũng không thể ở lại được lâu được. Tại vì nếu mà về tí nữa muộn ấy, tối là tắc đường lại không thể về được nữa. Và cái video trong ngày hôm nay của Linh
cũng quay trở lại gia đình của nhà mẹ con anh già đến đây kết thúc rồi. Các bác nào quan tâm đến hai mẹ con thì hôm nay là mọi người cũng xem được video và cũng biết được cái cuộc sống của hai mẹ con hiện tại như thế nào, và video đến đây kết thúc rồi. Quý cô bác thấy hay ý nghĩa thì mọi người nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh của Mỹ Linh ngày một phát triển hơn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video. Hôm nay là một cái video ngắn, Mỹ Linh quay trở lại thăm mẹ con anh già. Tạm biệt tất cả các bác nhá. Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nha các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nha các bác nhá. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người phải thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người để liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tâm thất này ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhá. Gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn này. Video mà các bác hay xem, đây là lạp sườn nhá các bác nhá. Lạp sườn này cực kỳ là ngon luôn, treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Và mọi người nhớ ủng hộ kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà là mật chuẩn nhá các bác nhá. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong. Nó màu vàng chanh nhá các bác. Đó. Mật này mật chuẩn luôn các bác. Các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó. Và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nhá các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh. Đó. Linh đã đóng chai thế này rồi. Toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra.